Nào chứ. Mày nào. Má hồi chị đau dõi mà ta. Đáng nghe Đau ra. đâu Nên hơi bị lì xí. Rồi ra rồi. Mày. Đáng một phát nữa thôi. Giật quá nặng xí đau hơn nè. Hôm trước thấy chị đau dữ lắm mà. Bên này da mỏng manh yếu đuối. Cái salon của bà rõ nét thì sao. Như cái gì? Đi định khi mua ra nghề đi. Có ý định không? Còn em giờ sao vậy mấy, em thấy đã bảy giờ đóng cửa không biết giờ qua kịp không, còn giờ kịp không chị? kịp em qua đi Dạ em qua cơ sở Hoàng Diệu đi em, Hoàng Diệu đi. Hoàng Diệu hả chị? Dạ, em cảm ơn chị. Chị đang chị xì. Ủa mà ra bên nó còn có ba đứa hả ta? Ba đứa nhân viên à? Học viên ít trơn luôn. Học viên rồi bà Ly nữa. Học viên bên này thấy. Học viên bên đó. Cũng nghĩ. Đau. Toàn học viên gì mà đau trơn. Mấy đứa thì thấy yếu ghê à. Hey. Thì thấy là trừ tuổi trẻ đau miết hả ta? Đi chơi đúng không? Chắc giờ đi chơi nhiều. Có là gì khuya nữa thì ngủ nữa. Ý là khuya chị mọc thì không chịu ngủ, 12 đến 1 giờ mới chịu ngủ lắm. Chị là cao tay là 12, đợt này là chị hay ngủ trễ nên 12 giờ. Bình thường là chị ngủ sớm.
kiểu như chị không có thức khuya, thức khuya là nhiều cái lắm, hại kinh khủng. Em thường mấy giờ ngủ? Em trước giữa xong thì 10 giờ ngủ là ngoài trời thứ hai trăm một mười một thì hai giờ cái nó đêm được không nên nổi không quá 12 giờ. Ừ. Quá 12 giờ già nhanh lắm, già nhanh nó lo sớm là nhiều bệnh hệ. Còn chồng mai muốn thức ai chẳng khen tới 1-2 giờ à, thôi mấy ông nè, ông nói bà ơi mấy ông chờ nó chứ sớm. Mà anh bi chị được trước được xưa là anh thức đây chờ anh hết. Hồi xưa chơi game ghê lắm, hồi xưa chơi game nó là... xưa chơi kiếm thế kiếm đồ vậy, ta nó tốn tiền tốn bạc cho nó dạ mà nó không bị mê. Chù. Mê lắm, ta nói là chơi về lừa cha lừa mẹ luôn mà, lừa để lấy tiền á, mua mấy cái đồ nó không bị mê, trời ơi mê lắm. Thôi kệ cái này ra. À rứa đó. Ok không có gì hết gì để chơi game vui chứ. À, ông có cái gấu không? Không. Có nhưng bà không thì có. Biết luôn. Tính này cũng ấy nè, cũng bình thường, thoáng yeah. Thoáng cho khỏi em nè, okay. Đúng không? Yeah. Em thoáng đúng không? Yeah. Chị cũng rất bình thường em ơi. Chị thấy như rứa mà mình khỏe vậy nè em nè, chứ còn mà để ý đồ mày cái này là dạy đấy. Để ý như mày đi chơi nhóm bạn lắm, đã biết là vợ đó người hai bị chọc xí là hai đổ họ đổ cáo đó, mà ăn là mấy ông nó ao vô chọc biết thì càng như rứa càng chọc, còn như em nó không chọc đúng không? Bình thường trước đi cái là nước bảo mà có tập là hai có người yêu cũ rồi nói kìa, ủa ông có người yêu cũ thì mình có người yêu cũ thôi chi đâu, mà nói chi đó nói kỹ ý là đốt đó, đốt cho trái đó, trái thì chọc cái đó mà em kìa, mình đã không trái một lần, lần hai mình trái là mấy người cũng không đốt nữa, càng càng trái là càng đốt rồi đó. Đi chơi em thấy trong mày cái mông đi luôn. À, bạn gì lạ bạn chi mà chị dắt bồ thay với ăn rồi có lâu người yêu cũ đâu đúng biết. Mình cho bừa chè bởi vì em thấy nhậu nhậu à, nhậu mấy anh cha thách nhau giết nhau đó. Cái chê bạn chị đó mới coi cái gì đó kìa, cái gì mà clip gì đó là chồng à, nhóm bạn đánh vợ của mô, cái chê với anh nói chuyện là thằng bạn chê thách chị vợ đó, thách này gì mê chị đó, nó giống chém thằng nó luôn. Dám chê vợ ta bụp. Mà rượu bia vô đầu là nó phát xíu rồi. Bình thường là dần dần. Đáng nghe. Đừng manh động. Manh động là gì giật mình đó. Mình là đâm kim.
trong gia đình là ông đi làm lái à? Dạ, tiền đi trả tiền điện nước thôi, chắc ăn với ba mẹ đừng nghe anh đi. Cứ là em ở với còn là... tiêu pha đồ này kia thì là đi ăn đi chơi đồ dạ. Ví dụ như em mua này mua kia thì là thì hàng tháng thì như em đưa cho 5 triệu đó lo tiền học trong bác thôi, còn lại thì nếu em còn chi chi em tiền học điện nước thì tới 15 là anh tự trả hết rồi. À, không được. Còn đi ăn vặt hay ăn sáng thì chị lo hết. Gia đình cũng được đúng không? Dạ. Không làm gì vậy? Yeah. Hàng như mình nhờ chồng mới biết rồi phải không? Nói chung là cũng mình nhờ chồng. Mới động đảnh 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 đi thôi chứ. Cái đi làm, bên người ông đi làm trước đó, cái anh kia thôi kiếm người đi học đi, mà đi làm cũng cực lắm. Ông thương ghê. Dạ. Yeah. Ở trước kia xin vô vi mát thì làm lại đứa em làm vi mát ăn em kia dùng vi mát cực lắm không ở nhà luôn, ở nhà kiếm cái gì học luôn đi chứ chồng cũng đi làm nữa. Được, biết thương vợ là được. Em cần lắc rớt rớt được. Nhưng mà em sướng em nè, như thế lại sướng. Trên ngó rồi chứ vất vả đó, khổ lắm.